Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sang dạng số 4, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số. Và chúng ta sẽ xét bài tập sau đây. Cho hệ phương trình dạng mx cộng 4y bằng 10 trừ m, ký hiệu là phương trình 1 trong hệ. Phương trình số 2 trong hệ là x cộng my bằng 4, với m là tham số. Và các yêu cầu, các bạn quan sát 7 yêu cầu. Đây là một bài toán rất tổng hợp. Yêu cầu số 1 là xác định tham số m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Và phương ý số 2 là tìm m để hệ phương trình vô nghiệm. Và ý số 3 tìm m để hệ phương trình vô số nghiệm. Tiếp theo là chúng ta đi giải và biện luận hệ phương trình đã cho. Ý số 5 tìm m nguyên để hệ phương trình có nghiệm duy nhất xy sao cho xy là các số nguyên. Ý số 6 là trong trường hợp hệ có nghiệm duy nhất, hãy tìm một hệ thức liên hệ giữa x và y mà không phụ thuộc vào tham số m. Và ý cuối cùng trong bài toán này đó là xác định các giá trị nguyên của m sao cho x lớn hơn 0, y lớn hơn 0. Và đây là một bài toán hệ phương trình chứa tham số m. Vậy với những câu hỏi phụ như thế này thì chúng ta sẽ giải quyết ra sao? Thì có một cái hướng giải quyết như sau. Các bạn sẽ đưa cái hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số về dạng phương trình bậc nhất một ẩn chứa tham số. Bởi vì sao? Bởi vì khi tính có nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số cũng tương đương với tính có nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn chứa tham số. Vậy ta xét các trường hợp sau đây, các bạn lưu ý này. Cái phương pháp giải quyết là chúng ta sẽ đưa hệ phương trình, cô viết tắt, bậc nhất hai ẩn chứa tham số về dạng phương trình bậc nhất một ẩn có chứa tham số. Và ta xét cái phương trình sau đây. Xét phương trình dạng AX cộng B bằng 0. Đây là phương trình bậc nhất một ẩn là x chứa tham số. Và với A, B là các hệ số, còn x là ẩn. Trường hợp 1, cái phương trình này có nghiệm duy nhất khi nào thì các bạn biết rồi. Phương trình có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi hệ số trước x tức là a phải khác 0. Khi đó chúng ta biểu diễn cái nghiệm duy nhất đó ra thì ta sẽ thấy nó có dạng như sau. X bằng, các bạn chuyển B sang là trừ B trên A. Và sang đến trường hợp thứ hai, phương trình vô nghiệm. Phương trình này vô nghiệm khi nào? Khi và chỉ khi điều kiện cần và đủ đó là hệ số A bằng 0, còn hệ số tự do B phải khác 0. Và tiếp tục đến trường hợp số 3, phương trình vô số nghiệm bao gồm có điều kiện A bằng 0 và B bằng 0. Như vậy, khi các bạn đưa cái hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số về phương trình bậc nhất một ẩn chứa tham số thì các bạn thấy rằng là cái hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi cái phương trình bậc nhất một ẩn đó cũng có nghiệm duy nhất, và tương tự với vô số nghiệm và vô nghiệm cũng như vậy. Và bây giờ theo cái hướng giải quyết, cái phương pháp giải như thế này thì các bạn đi giải ra các ý trên. Bây giờ chúng ta thực hành ý số 1. Bây giờ chúng ta phải tìm cách để biến đổi cái hệ phương trình này chứa tham số về cái phương trình bậc nhất một ẩn chứa tham số. Và chúng ta quan sát cái hệ phương trình, cô viết lại cái dạng như sau. Mx cộng 4y bằng 10 trừ m, kia là phương trình số 1. Phương trình số 2 là x cộng my bằng 4.
Ta sẽ sử dụng các quy tắc mà các bạn đã biết, đó là quy tắc thế hay cộng trừ đại số để các bạn rút x hoặc rút y ra. Thì có thể rút x hoặc rút y ở phương trình trên, tức là phương trình số 1 thế ở phương trình số 2 hoặc ngược lại. Nhưng chúng ta quan sát, nếu như các bạn muốn sử dụng cái quy tắc cộng đại số thì chúng ta thấy là ở đây với hệ số của x thì khác nhau và tương tự hệ số của y các bạn cũng nhận thấy là khác nhau. Bên cạnh đó, hệ số của x và hệ số của y lại còn chứa cả tham số trong trường hợp này. Thì chúng ta thấy là cái việc cộng trừ đại số tương đối phức tạp. Mà ở cái phương trình số 2 trong hệ lại có ngay một cái gợi ý, đó là gì? Đó là hệ số trước x ở đây là bằng 1. Thế nên chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái phương pháp thế là dễ nhất, đúng không? Và sử dụng phương pháp thế thì chúng ta sẽ thấy là cái phương trình số 2 sẽ có dạng như sau. X bằng 4 trừ MI. Chúng ta sẽ thế vào cái phương trình số 1. Như vậy, phương trình 1 bây giờ có dạng như sau. M nhân x tức là M nhân 4 trừ MI cộng 4Y bằng 10 trừ M. Và từ đây ta thấy 4M trừ M bình phương nhân Y cộng 4Y bằng 10 trừ M. Và thu gọn lại, ta sẽ được M bình phương trừ 4 nhân với Y bằng 5M trừ 10. Và chúng ta thấy đấy, đây chính là một phương trình bậc nhất một ẩn đối với ẩn là ẩn Y, đúng không? Dạng AI bằng B, ký hiệu đây là phương trình số 3 đi. Và bây giờ như cô đã khẳng định ở lúc trước là tính có nghiệm của hệ phương trình tương đương với tính có nghiệm của cái phương trình bậc nhất một ẩn mà chúng ta tìm được. Và có nghĩa là cái hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi cái phương trình số 3 này cũng có nghiệm duy nhất. Được chưa? Như vậy, để thể hiện cái ý số 1 kia thì các bạn khẳng định như sau. Để hệ phương trình, cô viết tắt, có nghiệm duy nhất khi cái phương trình số 3 cũng phải có nghiệm duy nhất. Mà chúng ta biết rằng dạng AI bằng B, đây là phương trình bậc nhất một ẩn có nghiệm duy nhất khi hệ số trước y phải khác không, tức là M bình phương trừ 4 phải khác không. Chà, sử dụng hằng đẳng thức và ta thấy rằng đây chính là M trừ 2 nhân M cộng 2 khác không. Giải điều kiện ra ta thu được là M khác cộng trừ 2. Và ta đã biết rằng với M khác cộng trừ 2 thì hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất. Nhưng ta phải tiến đến cái bước xa hơn, đó là chúng ta phải nhìn thấy rằng cái nghiệm duy nhất đó là gì. Thì các bạn thấy với M khác cộng trừ 2 thì chúng ta hoàn toàn có thể rút y từ cái phương trình số 3 này ra, đúng không? Với M khác cộng trừ 2 thì cái phương trình số 3 sẽ có dạng như sau. Y bằng, ta thấy chia cả hai vế của cái phương trình số 3 này cho M bình phương trừ 4 thì ta sẽ thấy Y bằng 5M trừ 10 trên M bình phương trừ 4 bằng 5, các bạn đặt ra bên ngoài, bên trong còn M trừ 2 và dưới khai triển ra là M trừ 2 nhân M cộng 2. Cả tử và mẫu đều có M trừ 2, chúng ta rút gọn đi bằng 5 trên M cộng 2. Như vậy ta thấy là số Y chúng ta rút ra được là 5 trên M cộng 2. Và để tìm ra được số X thì các bạn thay thế vào cái phương trình này. Ký hiệu ở đây là phương trình sao đi. Từ cái phương trình sao, ta có thể rút ra được X bằng 4 trừ MI, tức là M nhân với 5 trên M cộng 2. Ta quy đồng lên và thu gọn lại, ta sẽ thấy là X ở đây sẽ bằng trừ M cộng 8 trên M cộng 2. Với cặp số XY các bạn vừa tìm được, chúng ta đi đến kết luận hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Là cặp số XY. Và X ở đây là trừ M cộng 8 trên M cộng 2. Y là 5 trên M cộng 2 với M khác cộng trừ 2.
Như vậy là chúng ta đã xử lý xong cái câu số 1 trong bài tập này.